chứ còn 2 3 ngày thì cũng chưa hiểu rõ lắm đâu. Nhưng mà khi người đó mà dùng khoảng 5 ngày trở lên á, thì khi chúng ta mới biết được người đó là táo hay là dạng lỏng. Dạng lỏng tức là đi phân nhiều hơn á. Thì lúc đó là các bạn đang dùng có thể là lên tăng liều lên là 1 muỗng rồi, tức là 100 nước. Vậy thì lúc đó các bạn là cho các bạn đó có thể là hạ xuống liều là nửa muỗng, liều nửa muỗng và cho 100 nước, cho 100 nước, tức là cái liều mình dùng bao nhiêu thì cái liều nửa gấp đôi cái liều đó, thì uống trong vòng khoảng 5 bữa vài bữa gì đó. Mà trường hợp này mình phải gọi điện thoại hỏi hàng ngày để xem thử là bao nhiêu ngày thì các bạn đó có hiện tượng là đi lại bình thường. Mà khi đi lại bình thường khoảng chừng vài 3 ngày rồi thì các bạn là cho cái liều tương ứng. Liều tương ứng đó là 50 mg nước, ml nước thì là nửa nửa muỗng. Mà 200 ml nước thì là 1 muỗng. Đó, xử lý như vậy và theo và hướng dẫn các bạn là có thể là đi lại nhiều hơn, rồi uống nước nhiều hơn trong ngày, rồi ăn rau nhiều hơn, thì dần dần nó sẽ cải thiện thôi. Bởi vì là cái cơ thể của bạn đó là thường là hay 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 có bị táo nè đó. Những người mà cơ địa mà hay hay bị đi 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 táo bón á, thì khi dùng sản phẩm của mình thì lại hiện tượng táo bón nó lại xảy ra, thì dễ biết lắm, khoảng vài ngày là mình biết liền. À, thì cho cả bạn đó là xử lý như vậy trong một thời gian, động viên bạn đó và có sự tương tác với mình nhé. Chứ còn nếu như bạn đó mà thực hiện không có đều thì cái hiện tượng mà để trở lại bình thường nó cũng cũng hơi lâu một chút. Đây được chưa? Đây là thường thực tế những bạn hay vấp và xử lý như vậy thì đều được cả. Dạ, em bị, nói chung là nhiều trường hợp lắm, chắc phải bị 20 người ấy, nhưng mà có 3 4 trường hợp là em cũng cho uống y như là cô mới nói, nhưng mà hầu như là họ cải thiện. Nhưng có 3 trường hợp là bây giờ hầu như mất khách hàng, nghĩa là cho uống tăng tăng nước lên, liều lượng thì vẫn giữ nguyên nhưng cũng tăng gấp đôi lượng nước, mà họ vẫn đi tầm nửa tháng vẫn bị táo. Mà trước kia họ không uống sản phẩm nên họ không bị, mà khi họ uống sản phẩm rồi họ bị, mà bây giờ họ ngưng thì nó lại không bị. Thế là mất mất ba bốn khách hàng là họ không dùng nữa ấy. Họ bỏ dở luôn. Vậy thì bây giờ nói với các bạn thế này này, sản phẩm của mình là thức ăn bình thường, thức ăn mà thức ăn, cho nên nhiều khi ăn vào á, có bạn là hợp ngay và có bạn thì chưa có hợp ngay đâu. Thế nên là đây là một cái sản phẩm mà có lợi khuẩn mà. Cho nên là trường hợp đó nếu như mà các bạn đó mà vẫn tuân thủ như ý kiến của mình rồi á, thì bảo bạn đó là đi khám bệnh viện xem sao. Đó là bởi vì thường là như thế này, khi mình uống cái sản phẩm này vào á, nó có khả năng phát hiện những cái mầm bệnh mà không 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 và là không tốt đối với mình nhé, nó phát hiện ra. Chứ còn không phải là cái người đó bình thường là đi 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 rất bình thường, nhưng đến khi uống sản phẩm của mình vào mới táo đâu. Như vậy là nó đã phát hiện cho mình là cơ thể của bạn này, đại tràng của bạn này đang có cái biểu hiện đó. Nhưng mà mình chưa chưa đến mức độ để mà phát hiện ra là có bệnh gì hay không, có vướng vấn đề gì hay không, thì mình nên động viên bạn đó là bây giờ thấy đa số người ta dùng sản phẩm này đều có kết quả tốt cả, vậy thì chị dùng mà mấy ngày rồi mà vẫn không có biểu hiện rõ thì bây giờ chị đi khám xem sao, đi khám xem sao. Mình đi cũng là tốt mà đó, cũng giống như cô Thủy trước đây á, là bệnh thì rất nhiều nhưng mà không biết có phải là có tế bào ung thư hay không, cho nên mình phân vân và mình đi khám tốt, chủ động đi khám. Thì khi mình đi khám như vậy á, thì bác sĩ người ta quan tâm, người quan tâm người ta tìm kỹ cho mình, tìm kỹ cho mình thì như vậy là rõ ràng có phải tốt cho mình nhá. Chứ còn mà để đến khi nặng ấy rồi mà xảy ra mà đi thì chạy thì lúc đó là xử lý nó khó hơn, nó lâu hơn. Đây thì mới giao lưu một cái giai đoạn đầu với các bạn như vậy thôi. Rồi lát nữa chúng ta bắt đầu giao lưu tiếp. Dạ, cho cảm ơn cô ạ. Ừ.
Cảm ơn cô Thủy và cảm ơn chị Thanh ạ. Thì trong tuần này hoặc là tuần sau em sẽ sắp xếp một cái chương trình đào tạo về xử lý từ chối, nên là hy vọng chúng ta sẽ được trao đổi nhiều hơn ạ. Thì rất là ngày hôm nay rất là vinh dự trong hệ thống của chúng ta, hệ thống của chúng ta được mời được một cái người cô. Thì cô đã kinh doanh cùng với New May hơn 6 năm, nhưng mà cái mà Na dành thấy ở cô đó là sự nhiệt huyết học tập, và thật sự là cô rất là dùng tâm với là hệ thống. Và hiện tại cô đang đại diện cho một hệ thống 4 sao vàng với một người trên 60 tuổi, nhưng có một hệ thống phát triển rất là lớn. Vậy thì làm sao mà cô có thể chăm sóc được những khách hàng để khách hàng tái sử dụng với mình, và những cái khách hàng khó tính và rất là nhiều khách hàng tiềm năng? Bởi vì là bản thân em Na sau một thời gian làm việc với cô thì em Na thấy là toàn là một số khách hàng lên công ty, thấy gặp khách hàng của cô là tự động lên công ty mua 30 lon, chẳng chăm sóc gì hết cả, tất cả mọi thứ đều có bí quyết. Thì rất là vinh dự vì ngày hôm nay mọi người được giao lưu với một người cô đó, thì không làm mất thời gian của tất cả các anh chị nữa. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào lên đây cô giám đốc 4 sao vàng, cô Lý Thị Thủy ạ. Chào chị Thủy. Vâng, xin chào cả nhà ạ. Thì trước tiên là cảm ơn bạn Na đã thành lập kia Zoom này để tạo điều kiện cho hệ thống của mình được giao lưu học hỏi vào mỗi buổi sáng, và các cái hệ thống bạn cũng tham gia vào luôn. Thì đó là cho bạn Na một tràng vỗ tay để khích lệ bạn làm tốt hơn. Còn cô cũng rất vinh dự được tiếp cận và gần gũi với bạn Na. Thì như bạn nhà Na về giới thiệu với cô Thủy, thì cô xin trình bày lại là nói chung mình được vào học cái rung buổi sáng này thì thực sự ra là mình tập cho mình một cái thói quen, một cái thói quen là dậy sớm. Dậy sớm mà năng lượng của chúng ta là thường là vào buổi sáng. Nếu như sáng mai dậy mà chúng ta có một cái hào khí tốt thì cả ngày đó chúng ta làm việc rất là có hiệu quả. Vậy thì từ nay tưởng nếu các bạn quan tâm đến vấn đề sức khỏe thì chúng ta hãy cùng nhau vào rung bất kỳ của hệ thống nào mà chúng ta biết, thì chúng ta đều vào đây để học hỏi. Thì một cái điều đầu tiên mà cho cô Thủy thấy được là mình nghĩ một cái lon sản phẩm này là quá đơn giản cho nên mình cũng dễ ngái nó. Thế nhưng mà sau khi mình vấp rồi mình có một cái chữ ngộ. Vậy thì để trình bày với các bạn về cái nội dung mà cô Thủy cũng tham gia vào phòng rung sáng nay, thì cho phép cô được tự giới thiệu. Thì cô Thủy là tên đầy đủ là Lý Thị Thủy. Hiện nay là công tác tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà hệ thống chính của cô Thủy là các tỉnh miền Tây, miền Trung. Các tỉnh miền Trung. Thì cơ duyên để cô biết đến cái sản phẩm này thì cũng là một người bệnh thôi. Người bệnh thì cô bệnh rất là nhiều, cũng điều trị rất là nhiều sản phẩm hỗ trợ về từ thuốc Tây cho đến thuốc Bắc, thuốc Nam và cả thực phẩm chức năng. Này, nhà cô Thủy thì ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Cái nhà cô có phòng khám ngoài da, ông xã cô là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Trước đây hai vợ chồng cùng công tác ở bệnh viện 175. Thì sau khi nghỉ hưu thì bệnh càng ngày càng đi xuống, bệnh nặng, sức khỏe yếu đi dần. Thì cứ nghỉ này không biết sao mà ông xã cũng rất là quan tâm đến bản thân mình, mà sao lại mà ông xã cũng chữa cho nhiều người cũng bệnh cũng tương tự giống như cô Thủy vậy, nhưng mà sao lại không cải thiện được. Thế mình nghĩ đến là chắc có lẽ là có tế bào ung thư, cho nên mới quyết định đi khám tế bào ung thư, đi khám để xác định được. Thì đi khám ở bệnh viện ung biếu của thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau 4 lần đi khám và thử các cái xét nghiệm thì cho kết quả là bị suy giảm hệ miễn dịch, nhưng mà chưa thấy tế bào ung thư, cho nên nó cũng rất là mừng. Mừng cho nên là mình cũng khoe mách với một số bạn bè. Thì may là ở trong số bạn bè đó có người dùng sản phẩm này, cho nên mình cũng khoe ra là mừng mà khoe thôi. Thì bạn đã dùng được sản phẩm này được khoảng hơn 3 lon, thì thấy có kết quả thì mách cho mình vậy đó. Thế là cô Thủy đón nhận.
cái bởi vì mình là người bệnh cho nên đón nhận cái sản phẩm này với tinh thần là tìm một cái phương án nào để cải thiện được sức khỏe thôi, chứ chưa nghĩ đến là kinh doanh đâu. Thế nhưng mà sau khi dùng sản phẩm thì thấy có kết quả, và từ đó thì thứ nhất là mình có cái lòng tin đối với khi mình dùng sản phẩm có kết quả thì mình có lòng tin đối với sản phẩm, và khi có lòng tin đối với sản phẩm rồi thì dùng cả nhà, dùng cả gia đình, cả nhà thì nói chung là đều thấy có kết quả. Mình còn có một đứa cháu nội cơ, đứa cháu nội thì bị bệnh từ 3 tháng tuổi mà hiện nay là cháu đã 12 tuổi rồi, và khi cháu dùng sản phẩm thì cũng cùng dùng với ông bà luôn, chỉ có sau ông bà khoảng 2 tháng để ông bà kiểm chứng này, thì hiện nay cháu phát triển chiều cao rất tốt và cũng phải đi bệnh viện nữa, mà cũng rất là ít sử dụng đến thuốc tây. Và cả gia đình cô Thủy cũng rất là hạn chế về vấn đề mà đến bệnh viện. Đó là một điều mà mình cảm thấy cái sản phẩm này á, nó mang lại cái kết quả là khỏe. Thì tại sao mà mình thấy là nó không lệ thuộc vào thuốc tây? Bởi vì khi mình bệnh á, là do mình thiếu về dinh dưỡng và mất cân bằng về dinh dưỡng luôn. Bởi vì thực tế là mình tìm hiểu thì nhiều người dùng sản phẩm chế độ ăn hàng ngày là hay theo sở thích, mà nhất là những người mà có tuổi từ khoảng 50 tuổi trở lên thì nếu như chúng ta mà ăn theo sở thích thì lại nó không cân bằng về dinh dưỡng, cho nên hay đổ bệnh mãn tính. Cho nên nguyên nhân mà bệnh là do mình ăn theo sở thích là một, hai nữa là thiếu dinh dưỡng, thứ ba nữa là do áp lực công việc này, các bạn trẻ này. Hiện nay các bạn trẻ đổ bệnh cũng rất sớm mà mất cân bằng. Hello. Rồi sau đó là mình thấy được rằng là hello. Có gì không ạ? Được rồi cô ạ, con tắt tiếng rồi ạ. Rồi thế là mình thấy rằng là môi trường ô nhiễm hiện nay rất lớn. Khói bụi rồi là thuốc tây rồi này là hút thuốc lá, rất là nhiều vấn đề để mà làm cho cái cơ thể của mình xuống cấp nó nhanh hơn, lão hóa nó nhanh hơn. Vậy thì bây giờ mình cảm thấy là tình hình là như vậy, và khi mình mà dùng sản phẩm thấy có kết quả tốt á thì cứ dùng và đi chia sẻ thôi. Đi chia sẻ thì sau khi đi chia sẻ thì cũng có một số biểu hiện họ hỏi lại mình thì thấy rằng là cũng khó xử lý, bởi vì mình chưa có kiến thức. Mình cứ nghĩ một lon sản phẩm mà là thức ăn thì đơn giản ai dùng cũng được cả, thì nhưng mà nếu như không nắm được cái nguyên lý của nó thì mình cũng khó mà thành công, và hai nữa là mất uy tín đối với mọi người. Chính vì vậy cho nên là mình ngộ ra là phải làm cái gì cũng vậy, cũng cần phải có kiến thức, ít ra cũng mình phải vài bài kiến thức cơ bản. Thế từ đó rồi mình bắt đầu mới đi học, và mới giai đoạn mới đầu mà để vào cái môi trường này á, thì cô Thủy vào là tháng 4 năm 2014 là mình dùng sản phẩm. Khi đó là công ty mình đem sản phẩm này về là tháng 5 2013, thì đến tháng 4 2014 thì cô Thủy biết sản phẩm và dùng sản phẩm được vài tháng thì thấy có kết quả, và cũng đi chia sẻ thì cũng vướng mắc là không biết cái nguyên lý xử lý như thế nào đó, cho nên cũng có mất vài khách ban đầu. Thế sau đó là quyết định là đi học. Sau khi đi học thì mình có kiến thức, thì mình có đầy đủ các cái thông tin, biết xử lý tình huống. Bởi vì mình cho các bạn biết cái này là cái sản phẩm của mình mà khi dùng vào thì nó có sự tương tác trong cơ thể. Sự tương tác trong cơ thể thì không ai giống ai cả. Có người thì xảy ra cái biểu hiện này, có người xảy ra biểu hiện khác. Chính vì vậy cho nên cái kinh nghiệm mà của tập đoàn á, là đến nay thì khi mà Thủy vào đấy thì khi đó đã gần hơn 30 năm, 31 năm. Đó. Là thành lập 31 năm thì như vậy là đã có nhiều người sử dụng rồi, và đi qua là 14 quốc gia. Quốc gia Việt Nam mình vào tham gia hồi đó là vào thứ 15. Như vậy vào học thì mình mới thấy được là sự học tập là sự cần thiết,
để rồi khi mình nhá đưa cái kinh nghiệm của mình, cái hiểu biết của mình để lan tỏa thì nó dễ dàng hơn. Cho nên mới đầu thì mình cảm thấy rất là khó. Khó là bởi vì là mình chưa hiểu biết nó về sản phẩm, không chịu hợp. Thứ hai nữa là cái mới đầu mới vào đấy các bạn, nhiều khách hàng và người dân đang dị ứng về cái môi trường làm việc của chúng ta. Đó, bởi vì nhiều nhiều cái công ty mà vào thì công ty đều là tốt thôi. Thế nhưng mà số người mà để làm tăng cái hiệu quả của sản phẩm của mình tham gia vào cái công ty đó thì nó sai lệch một chút. Cho nên dẫn đến là người tiêu dùng mình mất niềm tin. Cho nên chính vì vậy cho mình đi học để mình biết xử lý nó. Và khi đi học thì cảm thấy nó làm việc nó cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Chứ ban đầu mà vào đấy thì cũng rất là khó. Cái sản phẩm của mình vào thì ít người biết, chưa biết. Cho nên là xử lý tình huống nó chưa được. Kiến thức thì chưa học. Rồi cái gì này của mọi người về vấn đề kinh doanh theo mạng. Mà nói hơn là vấn đề từ đa cấp. Cho nên mới đâu cũng rất khó đấy các bạn. Khó. Khó chứ không phải dễ dàng hết. Hai nữa là nhân chứng chưa nhiều đấy, cho nên là mình phải tham gia học tập. Chính vì những cái sự cố mà mình tìm hiểu chưa sâu đó thì công ty mình nhá là đi theo cái kênh là kênh bán hàng trực tiếp hay là qua theo mạng lưới là trực tiếp, chứ không phải quảng bá trên là quảng cáo trên báo đài TV. Cho nên nhiều người nó chưa biết đâu, và hiện nay cái số lượng mà người biết chỉ mới chiếm có 0.6% thôi. Còn lại là 99.4% là số người chưa biết. Cho nên đây là cái thị trường tiềm năng. Cho nên của chúng ta mà khi đã biết đến sản phẩm này thì chúng ta hãy học để có kiến thức, học để có niềm tin, học để có, và sau khi học rồi chúng ta phải thực hành nó để có kinh nghiệm và chúng ta truyền tải cho cộng đồng của mình. Đó là một sản phẩm mà nâng cao cái hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của cơ thể mình nhé. Nhỏ thì chưa hoàn thiện, da thì bị suy giảm dần. Cho nên là chúng ta phải có ý thức để mà bồi dưỡng sức khỏe cho mình bằng cách là nâng cao cái hệ miễn dịch. Về cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm mà tên gọi là Alpha Lipid. Alpha Lipid, đây là một cái sản phẩm mà gọi là sau này học thì tương bài thì chúng ta phải hiểu vào hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sản phẩm này đó là nó chăm sóc cái hệ miễn dịch của mình. Hệ miễn dịch của mình được ví như là bác sĩ cơ thể mình. Cho nên nó chỉnh sửa dần dần cho cơ thể mình. Và hiện nay thì cô Thủy tham gia ở đây đã hết 6 năm. Và hiện nay mà để có những cái kết quả như thế này thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn và gian truân. Thì điều mà chúng ta cần làm để mà đi đến thành công thì đơn giản, chúng có gì cả đâu. Cô Thủy là cái thứ nhất là tín bàn để dùng sản phẩm. Khi dùng sản phẩm rồi thì mình dùng một cách nghiêm túc, đó là dùng đúng cách để dùng đều mỗi ngày và dùng đủ liều là theo cái khả năng mà ứng bệnh của mình nó diễn biến như thế nào và đến với chúng ta là lâu hơi máu. Rồi độ tuổi của chúng ta vấp phải là trẻ hay là già thì để chúng ta là dùng đủ liều theo yêu cầu của mình, theo kinh nghiệm, theo yêu cầu sức khỏe của mình. Và tiếp đến là gì? Tiếp đến là mình nắm vững kiến thức rồi thì mình mạnh dạn đi cho thông tin, mạnh dạn đi cho thông tin. Thì trước khi mà mình đi cho thông tin thì cô Thủy thấy là mình nên xây dựng thông tin là bằng cách là mình gặp gỡ bạn bè, mình lập danh sách khách hàng của mình, rồi xem thử là tìm hiểu nhu cầu của họ, xem là họ cần vấn đề sức khỏe hay là cần vấn đề tài chính. Thì thực sự là sản phẩm của mình nó được cả hai, và nó được cả hai, đó, nó vừa chăm sóc sức khỏe chủ động cho mình, mà vừa lại giúp mình cải thiện được sức khỏe. Và mình cho một thông tin với các bạn biết là cô Thủy hiện nay là dùng miễn phí thôi và có dối ra, cho nên mình dùng đều đặn đó, vậy thì cái bí quyết của cô Thủy là rất đơn giản, đó là dùng đều mỗi ngày, bởi vì mình xác định đấy là thức ăn chứ không phải đây là thuốc.
cho nên mình tìm cách để linh dung đều đặn mỗi ngày thôi. Thì ví dụ như các bạn đang đi làm cho một cái công ty nhà nước nào đó, một cơ quan nhà nước nào đó, hoặc là một cái công ty mà tự mình sáng lập ra, thì đều mình cũng phải kiếm tiền để mà sinh sống hàng ngày thôi. Vậy thì cái sản phẩm của mình là để mà uống được giảm giá hoặc là uống miễn phí, thì bằng cách là khi chúng ta có kết quả, có niềm tin rồi, thì chúng ta hãy đem cái cảm nhận của mình, đem cái kết quả của mình đi giao lưu với bạn bè thôi đó. Và khi giao lưu với bạn bè thì lại mình thường là bám sát tuyến trên và mình có một dãy người ở đâu đấy, dãy người, bởi vì hệ thống của chúng ta có đến rất là nhiều cấp, nhiều nấc thang. Vậy thì bàn vào trước, như ví dụ như cô Thủy vào trước thì tính từ cô Thủy là bản thân mình đấy. Khi mình giới thiệu ra một người bạn thì người bạn đó là tầng gần của mình, tức là F1 của mình, như vậy mình là người bảo trợ trực tiếp. Nhưng mà trên cô Thủy là có rất là nhiều người nữa, thì đó là mình gọi là nhiều người gọi là bảo trợ trong hệ thống của mình. Cho nên là mình cứ thể bám sát vào tuyến trên để hỗ trợ mình khi mình đang còn non về kiến thức. Đấy, thì mình cứ mạnh dạn bám sát tuyến trên, và ngược lại tuyến trên người ta cũng bám sát mình theo cái nhu cầu của mình thôi. Nếu như mình ước muốn, người ta gọi là con khóc mẹ mới cho bú, thì mình ước muốn thì mình bám sát tuyến trên, và ngược lại tuyến trên cũng bám sát tuyến dưới bằng cách là có sự tương tác qua điện thoại hoặc là qua Zoom hoặc là gặp trực tiếp. Thì hiện nay tình hình một năm vừa qua, công ty mình nói riêng và cả thế giới nói chung là bị cái dịch Corona 19 này, cho nên chúng ta không thể gặp trực tiếp được, thì chúng ta gặp qua Zoom, qua Zalo. Đấy, thì đây là một cái hình thức mà mình tạo dựng ra một cái Zoom là để mình giao lưu với các bạn trên mọi miền cả nước, các tỉnh thành. Thì đây là một cái thuận lợi, tuy khó khăn về vấn đề dịch bệnh nhưng mà cũng là thuận lợi cho chúng ta. Đó, thì cô Thủy cũng vậy thôi. Cô Thủy cũng rất là khó khăn về vấn đề công nghệ, nhưng hiện nay nhờ cái Zoom này, nhờ công ty đào tạo về công nghệ, rồi cách nhập hàng, rồi cách học như thế nào, thì cũng là công ty đào tạo và cũng nhờ các cái bạn trẻ hỗ trợ giúp đỡ, mà cô Thủy cũng đang dần dần theo kịp với các bạn trẻ đấy thôi. Vậy thì các bạn trẻ đang yếu về cái vấn đề kiến thức thì các bạn trẻ vào đây để học tập, nhưng ngược lại cô Thủy mà yếu về công nghệ thì cô Thủy cũng vào đây để học tập, cũng giao lưu với các bạn giỏi về công nghệ. Đấy, thì chúng ta học tập lẫn nhau để chúng ta có một cái doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp độc lập. Mình xây dựng cho mình là một cái doanh nghiệp độc lập trường tồn dài lâu đó. Vậy thì đầu tiên cô Thủy nói này, học đầu tiên là để cho mình hiểu biết và học cho mình. Đó là học lần thứ nhất là học cho mình. Học lần thứ hai là học cho đoàn đội của mình. Đoàn đội của mình là từ 2 người mà trở lên, 2 người, rồi 3 người, rồi 4 người, 5 người và nhiều người. Và hệ thống rất là đông người, giống như cô Thủy bây giờ là hệ thống của cô Thủy là chỉ cả 1000 người đó. Thế nhưng mà nhiều khi mình cũng chưa biết hết trong cái hệ thống của mình, và ngoài ra còn hệ thống bạn nữa. Như vậy là qua cái môi trường này mà cô Thủy giao lưu được rất rất nhiều bạn bè khắp các tỉnh thành. Bây giờ cô Thủy mà đi các tỉnh thành nào thì đều có người nhà phân phối của mình và của hệ thống bạn, và chúng ta trở thành một cái on system chung, cũng có chung một cái hệ thống đào tạo đồng nhất. Đấy, vậy thì chúng ta phải tích cực học tập hiểu đó, thì chúng ta hãy cho thông tin đó. Các bạn đừng có nghĩ là mình phải đi bán bao nhiêu đó, mà rõ ràng mình có bán là để mình có kinh nghiệm nhá. Ví dụ như 30 lon đầu tiên hay 60 lon đầu tiên thì chúng ta chỉ là giao lưu với khoảng 5 bạn, 10 bạn khách hàng. Mình tập trung cho những cái bạn đó để có kinh nghiệm cho mình, đó là cách giao lưu như thế nào, rồi các bạn đó sử dụng thì mình chăm sóc bạn nó như thế nào để có kết quả. Thì mình bán tức là để mình có kinh nghiệm, mình có kinh nghiệm. Chứ còn sau đó là mình đi xây dựng mạng lưới hệ thống, nhiều người cùng bán bán giai đoạn đầu đó, và cứ nối tiếp nhau như vậy thì trở thành một mạng lưới rất là lớn. Và ban đầu chúng ta bán cho một người, và tiến tới chúng ta bán cho cả một gia đình.
gọi là gia đình An Phát. Và hiện nay là như nhà cô Thủy là cả gia đình, ba đứa con đều tham gia vào môi trường này. Có đứa thì là làm chuyên tâm chuyên nghiệp, nhưng có đứa thì là đang là làm thêm, thì nhưng mà đều có thu nhập và đều khỏe, con cháu đều khỏe. Thì đấy là một cái kinh nghiệm của cô Thủy, đó là mình hãy đưa cái tấm của mình ra để mình chia sẻ với mọi người, tức là truyền thông tin. Chứ mình đừng có nghĩ là mình phải đi bán tức là mình nặng về kinh doanh, bán tức là mình đã có thu nhập kiếm lời, tức là mua cái sản phẩm từ A mà sang chỗ B ở bên truyền thống ấy, thì cái vốn mình bỏ ra rồi cái công mình bỏ ra và di chuyển mà tốn phí thì mình phải bán tăng lên để có kiếm lời. Thế nhưng ngược lại đối với môi trường của chúng ta là công ty cũng cho bán hai giá, thì bán nào mà giá bán được giá lẻ thì càng tốt. Mình giải thích cho các bạn hiểu để bước đầu có thu nhập. Nhưng sau khi mà mình hiểu sâu biết nó rồi thì mình thường á, thực tế thường á, là mình bán chia lại giá gốc. Mà chia lại giá gốc thì nó mang tính là nó thân thiện hơn, nó gần gũi hơn. Đấy, ví dụ như đây, nhà mình mua vài lon về để dùng thì mình cảm thấy có kết quả tốt, thì bây giờ mình chia lại cho bạn để chăm sóc sức khỏe. Nếu như bạn cảm thấy tin mình thì bạn dùng thử một lon đi, để có cảm nhận thôi, chứ còn để mà cải thiện sức khỏe thì một lon chưa là cái gì đâu. Bởi vì đấy là tạo là thức ăn mà, để mà khỏe thì mình phải bổ sung vào liên tục hàng ngày. Nếu như ngày hôm nay mình đưa vào thức ăn vào mà ngày mai mình không ăn thì ngày mai mình không có gì cả, tức là mình đi bổ đi đồ đúng không anh? Ok, cái ngô chay ngày mình phải dùng mỗi ngày, bổ sung mỗi ngày, liên tục mỗi ngày. Cho nên mình sẽ tìm đấy là cái mình phải tìm cách để làm thế nào để mình ăn được thường xuyên, mình ăn được thường xuyên. Thì khi mà mình chia sẻ cho mọi người á, như vậy thì mọi người dễ đón nhận hơn, dễ đón nhận hơn. Và công ty nó sẽ căn cứ vào vào cái nhiều giá hàng của mình, nhập hàng của mình, nó trả công cho mình thôi. Trả công cho mình á, là có ba cái khoản mà hoa hồng để mình được nhận hàng tháng, đó là hoa hồng bán hàng trực tiếp này, rồi hoa hồng bán hàng xuất sắc này, rồi hoa hồng quản lý mạng lưới hệ thống. Thì ba cái khoản đó là được nhận vào hàng tháng, còn lại bốn khoản hoa hồng thì được chia vào quỹ. Và mình hiểu rồi thì mình chăm chỉ làm việc và thấy đấy là việc mình cần làm, đó là mình tri ân sản phẩm, tri ân đối với người mà cho mình cái thông tin này. Cho nên mình làm việc rất chăm chỉ, rất chăm chỉ. Giai đoạn đầu thì họ chưa hiểu thì họ đánh giá sai với mình, thì mình cũng hơi buồn và cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lần, làm hay không làm. Đấy. Thế nhưng mà khi mà mình xác định được rồi á, mình thấy được con đường mình đi rồi á, thì mình làm thôi. Mà công việc làm của mình là bằng cách là cho thông tin. Cho thông tin một một, cho thông tin là nhóm, nhóm là từ 3 đến 5 người. Rồi cho thông tin là khoảng 10, 15 người. Tức là khi đó là mình đã xây dựng cho mình một cái nhóm đó và có lịch sinh hoạt đều đặn. Đến cái chỗ đó để chúng ta học tập kinh nghiệm giao lưu. Rồi khi mà mình biết rồi thì mình hãy về tổ chức cái OPP gia đình của mình. Đó, 10 người đến, bạn bè xung quanh đến, những người thân cận xung quanh xóm cho đến, hoặc là những nhà phân phối mà họ tin rồi, họ có hiệu quả rồi, mình mời đến để giao lưu từ 3 đến 5 người, 7 người tại nhà mình để giao lưu thôi. Và mời tuyển trên về để họ chốt cho mình, họ chốt cho mình. Vậy thì khi có một cái sản phẩm tốt rồi thì mình có tìm cách để mình dùng mãi mãi không? Đó. Và khi mình dùng mãi mãi mà mình có kết quả rồi, mình có dám là chia sẻ cho mọi người không? Đấy. Thì những người tuyển trên họ đi trước, họ sẽ chốt cho mình. Chốt cho mình. Nhiệm vụ của các bạn mới là học kiến thức. Học kiến thức cơ bản. Khi mình vững vàng rồi ấy, thì mình tổ chức OPP tại nhà mình. Rồi OPP tại nhà mình đâu ấy, mình mời người đến và cũng rèn luyện như vậy. Và mình cứ làm nhiều lần như vậy thì trở thành thói quen. Trở thành thói quen và thuần thục thì mình tự tin. Đấy. Đầu tiên là mình tìm hiểu thông tin này. Mình học để hiểu này. Sau khi mình hiểu rõ nguồn gốc nguồn ngân về sản phẩm, rồi về công ty, về tập đoàn, rồi về hệ thống, về chế độ chính sách sống, thì bắt đầu mình phải hành động. Mình hành động thường xuyên thì ra kết quả.
đã thành thói quen thì nó dễ thôi. Đấy, cho nên có một số bạn bè hỏi cô này, cô sao cô giỏi thế, nhưng mà chả phải cô giỏi đâu, cô cũng đang học tập đấy. Cô học tập chỉ có cái là cô có cái tâm, là cô phát tâm, bởi vì cô thấy đây là một sản phẩm mà có mang lại nhiều giá trị cho mọi người. Thứ hai nữa, vào môi trường này nó có nhiều giá trị các bạn. Vậy thì cái giá trị đầu tiên đó là khỏe. Cái giá trị tiếp theo đó là cả gia đình mình đều dùng sản phẩm và khỏe. Và các con á, mất tín ba mẹ và nó cũng dùng. Và bây giờ là các con đều đi theo ba mẹ và có thu nhập. Và các con đi theo ba mẹ có thu nhập thì các con cũng sao chép cái động tác là bằng cách là giao lưu chia sẻ với nhiều người bạn, với nhiều người bà con. Mình tự làm quen các bạn, mình tự làm quen đối với tìm bạn cho mình, tìm người mà cũng giống như mình. Rồi sau đó là nó có thu nhập. Có thu nhập thì mình lại có uống được thường xuyên. Rồi mình lại là đi lan tỏa, có mỗi con người được nhiều hơn. Rồi mình làm những cái gì mà mình thích. Cũng giống như hôm qua đấy, có một số bạn ở hệ thống của cô Na là đến giao lưu với tại nhà cô Thủy. Thì sau khi ra về thì ông xã cô cũng có tặng cho một bài thơ. Đấy, thì như vậy là có phải là khẩn khích, nó ứng dụng được, nó giúp cho các bạn có niềm tin hơn, giúp cho các bạn có động lực hơn. Đấy, mặc dù ông xã cô năm nay là đã 76, 77 tuổi rồi đó, mà vẫn rất là khỏe, khỏe nhờ cái sản phẩm này. Nhiều sản phẩm này, nói như vậy không có nghĩa là sản phẩm này là thuốc mà để giúp mình khỏi bệnh đâu. Thuốc cũng chỉ giải quyết tạm thời thôi, tạm thời trước mắt này. Mà nếu như chúng ta không được bồi dưỡng cơ thể mình thường xuyên, không được nạp năng lượng thường xuyên, dinh dưỡng thường xuyên, thì nó cũng trở lại là có sự cố trong cơ thể mình chứ. Đấy, cho nên nếu như quan tâm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thì cơ thể mình nó khỏe. Đầu tiên là chăm sóc sức khỏe cho mình, sau cả gia đình mình, đó là gia đình An Pha, và dần dần lan tỏa cho cộng đồng, đó là trở thành là người kiến tạo nên từ cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Đó là một điều hạnh phúc nhất mà hiện nay cô Thủy cũng đang làm được điều đó, gọi là mình đi theo hướng đúng của công ty. Tức là hiện nay cô Thủy thì thu nhập chưa cao đâu, thế nhưng mà cái phấn khởi nhất và điểm cô Thủy bước tiếp đó là được các bạn trẻ yêu thương quý mến và tin tưởng, rồi giao lưu học hỏi lẫn nhau, cho nên cũng cho cô Thủy một cái động lực để đi tiếp. Và cô Thủy thấy là mình đã giúp được nhiều bạn cải thiện được sức khỏe, rồi nhất là giúp các bạn báo hiệu bố mẹ sớm. Đấy, báo hiệu bố mẹ sớm là bố mẹ ở cái tuổi mà 50, 60, 70 bây giờ là cũng yếu rồi. Đó, do mình chưa biết về cái nguyên lý chăm sóc sức khỏe của mình, mà chỉ có là để tiền dành để đi chữa bệnh. Đấy, thế nhưng mà bây giờ mình phải thay đổi lại là mình phải chăm sóc sức khỏe mình khi mình còn trẻ. Và những ai mà bạn nào mà còn trẻ ở lứa tuổi 18, 20, 25 mà bây giờ đã vào tìm hiểu cái môi trường này thì quả thực là rất là thông minh, nhạy bén. Và chúc mừng các bạn đã có một cái lựa chọn quyết định sớm cho mình. Đó. Rồi, còn lại là chúng mình phải chăm sóc sức khỏe mình khi mình còn khỏe. Mình khỏe thì cái tế bào của mình khỏe thì nó đón nhận được cái vấn đề dinh dưỡng nó tốt hơn. Còn như các cô mà lớn tuổi á, mà khi bị bệnh rồi á, mà để mà chăm sóc sức khỏe thì thời gian nó lâu hết, bởi vì là tế bào của mình nó bị lão hóa rồi và bị bệnh rồi, đó, bị vướng phải sự cố rồi. Bởi vì ví dụ thiếu có vấn đề về phổi chẳng hạn thì hay bị ho, rồi viêm phổi, rồi có vấn đề về xương khớp thì hay bị đau nhức, rồi viêm khớp. Đấy, tất cả những cái vấn đề mà chúng ta bị viêm nhiễm là do mình hệ miễn dịch của mình đang suy yếu và đi xuống, và mình hay đau chỗ nọ đau chỗ kia là mình đang thiếu về canxi. Thì canxi đang thiếu cho nên hay diễn ra đau nhức. Đấy là cô nói cái vấn đề chúng nhất thôi. Còn đi vào để mà sâu hơn thì nó có bài huấn luyện đào tạo từng công đoàn. Vậy thì
cụ thể là từng bước nâng cấp mình lên. Và nhờ các bạn quý mến cho nên cô Thủy là vui vẻ và đi sẵn sàng chia sẻ. Mặc dù là có nhiều người phản đối rồi, nhiều người kiểu nó nói mạnh khỏe già rồi mà còn hám rồi thế này thì nó, nhưng mà rõ ràng họ chưa hiểu không sao cả. Mình hiểu rồi là cái việc làm của mình là mình kiên định với nó, kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với con đường đi của mình. Thực sự ra là khi mình vào đấy á, các bạn thử ngẫm nghĩ xem, không có một cái công ty nào mà cho chúng ta thấy được một cái lộ trình là đầu vào và đầu ra. Đầu vào là chúng ta là nhà phân phối mà chúng ta chưa biết gì, coi như là một cái tờ giấy trắng ban đầu. Mặc dù là mình cương vị ở ngoài xã hội rất là cao, hoặc là mình có rất là nhiều tiền, thì nhưng mà khi vào đấy mà xác định được rồi ấy, thì mình đưa về mình là một cái con số không để mình bắt đầu nâng cấp mình dần từng bước để phù hợp với cái môi trường mà mình đã chọn lựa, đó là môi trường mà sức khỏe chủ động. Vậy thì khi mình hiểu biết nó rồi thì mình cứ tin tưởng đi theo thôi, nghe lời làm theo. Đấy, cô Thủy trong hệ thống của cô Thủy là cô Thủy là vào loài lớn tuổi. Thế nhưng mà cô Thủy rất là nói một từ như thế này để các bạn đỡ buồn ngủ nhé. Ngoan. Đấy, cô Thủy rất là ngoan, là nghe lời làm theo. Đấy, những bạn trẻ đi trước, cho nên là tuổi trẻ làm sếp bây giờ, già giờ làm theo. Đấy, có một cái bài thơ mà cô chủ sáng tác ra. Đấy là tuổi trẻ bây giờ làm sếp, già giờ làm theo. Về thì mình cứ vô đấy mà mình tính rồi á, thì mình cứ theo sự chỉ dẫn của các bạn thì nhanh, nhanh thành công, nhanh đến đích. Đó là cái tâm sự của cô Thủy là như vậy, có con đường, có lộ trình của mình đi đến rồi thì mình cứ đi thôi. Đó. Và một điều cuối cùng nữa là cho các bạn biết là ở đây mình tin, thì thứ nhất là mình tin bản thân mình, thứ hai nữa là tin vào sản phẩm khi mình dùng sản phẩm, thứ ba nữa là tin vào công ty, tập đoàn Trường Tồn rồi 37 năm rồi và 18 quốc gia rồi. Khi cô Thủy là 31 năm và 14 quốc gia. Vậy thì như vậy là mình tin vào công ty và tập đoàn. Thứ ba nữa là mình tin vào những người mà đi trước mình đó, thấy họ rất là vui vẻ và nhiệt tình chỉ dẫn cho mình. Dù mình lên công ty mình gặp ai cũng vậy luôn, là hỏi cái là họ đều trả lời, hoặc ngược lại là họ hỏi cô bị bệnh gì cô. Ừ, cô biết sản phẩm này lâu chứ cô. Đấy là một cái môi trường rất là thân thiện. Môi trường ấm cúng. Nghĩ mình già mà họ không chê. Mình già mà bạn bè vẫn quý mến. Đó, vẫn yêu thương. Thì cỡ gì mà mình không làm. Đấy, và mình đi theo. Đó, và cuối cùng là khi mà mình thấy rõ ràng rồi là mình phải quyết định cho mình. Đó, chọn một cái môi trường để mình làm việc, chọn một sản phẩm để mình dùng. Và có một cái đơn giản mà cô chỉ thấy là cái sản phẩm này quá đơn giản, quá gần gũi, quá thân thiện, dễ chia sẻ và dễ học luôn. Chứ tuổi như các cô mà giờ mà nói để tự học ấy, đấy chính cái đầu tiên là mình ngại nhất là ui học giờ ra rồi đi học cái gì. Nhưng thực chất là mình học là ngồi lại với nhau là học đấy, học kinh nghiệm, giao lưu với nhau gọi là tự học. Thế nhưng thực chất là rất là gần gũi. Đấy, ngồi với nhau để học thêm kinh nghiệm. Ừ, bạn vào đây được bao lâu rồi, bạn có sự cố gì về sức khỏe mà bạn vào đây để tìm hiểu, lại bạn dùng được mấy lon, hoặc là người nhà bạn dùng được bao nhiêu lon. Đấy, mình cứ ngồi giao lưu với nhau là nó có thêm kiến thức, mà có thêm kiến thức có cái vốn của mình đó, vốn kiến thức mình càng rộng thì khả năng mà làm việc của mình là nhạt. Đấy, cho nên là mình quyết định cho mình một cái sự nghiệp, mà sự nghiệp này là trường tồn. Đến đích của mình là như trong bài học cả cô học là từ 3 đến 5 năm. Nhưng thực sự là cả cô hay đồng viên nhau này, thôi mình già rồi mình 5 năm cũng được, 7 năm cũng được, 10 năm cũng được. Và hiện nay là bây giờ cô Thủy là vào đây đã 6 năm, nhưng năm đầu là cô dùng sản phẩm. Và 5 năm là cô bắt đầu để tâm đến. Và chuyên tâm là bắt đầu là khoảng 3 năm trở lại đấy, là cô chuyên tâm thời gian nhiều hơn, tập trung nhiều hơn. Thì rõ ràng là bây giờ danh hiệu của cô là 4 sao vàng, nhưng mà chưa khóa vì trúng vào cái thời điểm mà dịch và lụt. Đấy, thì danh hiệu đấy là danh hiệu
của cả đoàn đội, của cả hệ thống đó. Nhưng mà rõ ràng cái giá trị đem lại cho các bạn đó là các bạn hiểu và đi theo mình và đồng hành với mình, đó là một cái niềm vui vô bờ bến. Và các bạn ở đây là được bố mẹ sớm, đã cải thiện được kinh tế tài chính. Đó là một điều mà cô rất mong mừng. Mình đã chọn lựa được một cái sản phẩm để mình chăm sóc sức khỏe chủ động, và cũng là thay đổi được cái cuộc sống của mình. Về thì một điều cuối cùng nữa là cô muốn khuyến các bạn một câu. Bây giờ cô Thủy là cũng có về sức khỏe là được khỏe và đi được nhiều tỉnh thành. Và thứ hai nữa cũng có thu nhập để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Nhờ có thu nhập mình mới đi được đi đây đi đó dài ngày và đi được nhiều nơi hơn. Và một điều nữa là cô khuyên các bạn là cô già mà cô vẫn rất là nhạy cảm, chịu thay đổi. Ở cái tuổi mà khi cô dùng sản phẩm này là 62 tuổi. Vậy thì điều trước tiên là các con phải là, các bạn phải là nên là thay đổi. Mình phải thay đổi cái tư duy của mình, có cái tầm nhìn xa hơn, tầm nhìn rộng hơn. Đó là kinh nghiệm của những người mà gọi là người thành công đó. Người thành công, người giàu có bao giờ họ cũng cũng tìm cũng có cái tầm nhìn xa hơn và có cái sức phán đoán tốt hơn. Vậy thì các bạn trẻ bây giờ khi mà mình đã biết cái sản phẩm này rồi, biết cái môi trường này rồi, thì các bạn hãy chuyên tâm vào và chịu học, chịu làm. Đó, chịu học, chịu làm. Đó, và kết nối với nhau. Đó, chịu hồi tù với nhau, kết nối với nhau, tương tác với nhau. Thì kết quả của các bạn sẽ rút ngắn cái thời gian vất vả của mình lại. Thì đó là cái một số kinh nghiệm mà cô truyền tải lại cho các bạn. Chứ ở môi trường này á, khi chưa biết thì gọi là khó, nhưng khi biết rồi thì rất dễ, và càng làm thì càng dễ, càng làm thì càng dễ. Ăn thua các bạn có chịu thay đổi hay không, có chịu chuyên tâm với cái công việc mà mình chọn hay không. Đầu tiên thì mình gọi là chọn một cái công việc để làm thế, nhưng sau đó mình chọn là chọn đấy là một cái sự nghiệp, cái sự nghiệp của mình. Đấy, để mình theo đuổi nó suốt đời, chứ không phải một năm hai năm rồi thấy chưa có kết quả gì là mình nản. Thì khó nhất là giai đoạn đầu là mình mới vào trong vòng một năm chẳng hạn, một năm thì kiến thức mình chưa có này, rồi mối quan hệ của mình chưa có này, tất cả đấy là mình tự xây dựng cho, tạo dựng cho mình. Đấy, mà tự tạo dựng cho mình thì năng lượng đó là từ đâu đến? Cái năng lượng là do mình tạo ra, mà năng lượng đó là bằng cách là mình phải sống làm sao mà hồ hởi, tin tưởng, phải tạo cái niềm vui. Và nhất là cái buổi sáng này này, mình vào học để tạo cái năng lượng cho mình, học tập những người mà thành công, học tập những người đi trước, họ đã quá bầm dập rất là nhiều rồi, và đến nay là họ đã rút ra được một bài học, là bài học đi ngắn nhất đấy. Thì hôm nay cô truyền tải cho các bạn, nếu như các bạn tin tưởng đội nhỏ mình, tin tưởng những người mà đưa mình vào đây, giới thiệu mình vào đây, thì mình hãy tin tưởng một cách là tuyệt đối, đừng có sao lãng, đừng có sao lãng, đừng có nghi ngờ nhá. Đấy, hãy làm chủ mình bằng cách là, đấy là mình xây dựng một cái doanh nghiệp mà mình làm chủ mình. Vậy thì trước tiên là mình hãy chủ động học tập, chủ động kết nối, chủ động giao lưu, chủ động đi chia sẻ. Đấy, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công nhanh hơn là những người đi trước đây. Những người đi trước và họ chưa có con đường, họ vừa đi vừa khai hóa, vừa mở đường. Nhưng bây giờ các bạn đã có con đường mòn rồi, nhiều người đi qua rồi. Thứ hai nữa là đặc biệt là có cái bộ giáo trình đào tạo đồng bộ cho mình, thì rõ ràng là mình đi nhanh hơn. Thì đấy, là hôm nay là cô chỉ chia sẻ cho các bạn là cách thức làm việc của cô. Và thấy được là con đường mà mình chọn thì thấy là đúng đắn, mang nhiều giá trị cho bản thân mình, gia đình mình và cho cộng đồng. Đó là một vấn đề mà con đường ngắn nhất để giúp các bạn là đừng có sao lãng nữa. Dù mình là làm thêm thôi, nhưng mình hãy chuyên tâm vào nó. Mình dành 30 phút là 30 phút chuyên tâm, mình dành 1 tiếng là 1 tiếng chuyên tâm. Ngày nghỉ mình có thể chuyên tâm thời gian nhiều hơn, 50 tiếng, 12 tiếng. Đấy,
Chứ cô nói với các bạn để ngồi nhân này, hiện nay mình đang đi làm thuê hoặc là mình đang làm chủ một cái doanh nghiệp nhỏ nào đó, thì tất cả những cái vấn đề mà mình làm đó là đều xây dựng một cái cơ ngơi cho người ta. Còn bây giờ mình quay ngược trở lại, mình xây dựng một cái cơ ngơi cho mình, một cái doanh nghiệp của mình trường tôn mãi mãi cho cả đời con đời cháu đời chắc để chích cho mình luôn. Vậy thì rõ ràng là mình nên chuyên tâm vào, để ý vào để mình không sao lãng nữa. Và mình hãy tin người giới thiệu mình, và tin đoàn đội mình, và mình hãy kết nối tương tác với mình, với bạn bè để có thêm vốn kiến thức là do mình tạo ra, còn kỹ năng là do mình siêng năng làm việc chịu khó mà có, và có sự kết nối tương tác với đoàn đội, với đội nhóm, thì kết quả nó mỹ mãn đối với mình. Đó là một cái điều mà cô thấy tâm đắc nhất là cái niềm tin của mình. Mình hãy tin mình đi, tin mình là mình làm được, chứ đừng có nghĩ rằng là chắc cô Thủy có phòng khám cho nên là cô làm được, cô Thủy già rồi cô có kinh nghiệm cho nên cô làm được. Đừng nghĩ như vậy, phải tin vào bản thân mình. Cái thứ nhất là tin bản thân mình là mình làm được, mình phải khích đổ với bản thân mình. Tại sao cả cô lớn tuổi cả cô làm được, mình bây giờ là mình còn trẻ hơn này, mình khỏe hơn này, mình đi xe máy nhanh hơn này, mình học nhanh hơn này. Đấy, tất cả nhiều cái mình nhanh hơn mà tại sao lại mình lại không làm được. Mình phải hướng cái tìm giải pháp để mà tạo cho mình có một cái năng lượng và một cái kích thích bản thân mình lên. Đấy, thì hôm nay thì cô cũng rất là vinh dự được các bạn lắng nghe những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của bản thân cô thôi. Chứ còn đối với cô thì chưa là cái gì đâu, thu nhập cũng đang còn thấp. Nhưng mà cái thời gian của cô là quỹ thời gian của cô rất là còn ít, cho nên là cô bằng cách là cô chăm chỉ và cô phụng sự bằng cái tấm của mình, bằng cái tấm của mình đi phụng sự, gặp người tử tế, mình tử tế và nhiều người tử tế, thì như vậy là cái hệ thống của mình nó phát triển nhanh nha. Đấy, thì cuối lời thì chúc các bạn hãy tin tưởng bản thân mình và tin tưởng đoàn đội, và cho mình một cơ hội để làm việc, cơ hội để rèn luyện. Đấy, còn cái việc mà bạn nào mà đang làm việc cũ thì mình cứ làm cho tốt lên, đó là cũng cơ hội để mình có môi trường để mình đưa thông tin đấy, chứ chuyện gì xảy ra cũng tốt hết. Và khi các bạn mà có thu nhập có tốt rồi, hệ thống của mình lớn rồi, thì khi đó mình hãy chọn lựa quyết định là nên chuyển đổi 100% về công việc hay là vẫn giữ được cái vấn đề đó là do mình quyết định. Rồi, một lần nữa xin chào các bạn buổi sáng tốt lành. Còn bây giờ các bạn có thể giao lưu cùng nhau để chia sẻ, cởi mở ra nhiều hơn. Đấy, và chúng ta cứ tham gia vào học buổi sáng này thì chúng ta lại có nhiều kinh nghiệm. Đấy. Vậy thì qua cái lời nói của cô Thủy đó, cô Thủy là dòng miền Trung, cô vào miền Nam cũng lâu rồi đấy, nhưng mà không thay đổi được. Đây là cũng một cái vấn đề mà cái khiếm khuyết của cô Thủy. Đó. Thì mình cũng muốn giữ cái nền tảng gốc của mình là người miền Trung thì giữ được, nhưng mà rõ ràng cũng nên có một chút gì đó thay đổi để nó nhẹ nhàng hơn. Thì cô Thủy cũng đang tập đấy các bạn. Đấy, dần dần nó sẽ tập là có một chút thay đổi, làm thế nào để giọng nói của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó phù hợp với ba miền nhiều hơn, để được giao lưu, để nhiều bạn đón nhận và dễ hiểu hơn. Thì đó, xin mời các bạn giao lưu. Dạ. Vâng. Cô Thủy ơi, cô làm ơn cho con hỏi cô quê ở tỉnh nào của miền Trung đi ạ? Cô là ở Quảng Bình, ở huyện Bố Trạch, có huyện Bố Trạch. Dạ vâng. Cô ấy thấy hiện nay ở Gò Vấp thì địa chỉ nhà cô như nào ạ? Địa chỉ nhà cô là 761 Nguyễn Thiệp. Mời cô về. Dạ vâng. Cho cô Thủy một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Cảm ơn bài chia sẻ của cô Thủy rất là tuyệt vời. Hỏi được cái được. Con chào cả nhà, con chào cô. Là vui vẻ cô ơi, nha. Con có thể hỏi cô một chút được không ạ?
Được, con tự giới thiệu, con là Hạnh ạ. Con ở thị trường Hà Nội. Thì hiện nay con đang có một khách hàng lắp máy trợ tim ạ. Thì con muốn hỏi xem là cô Thủy đã có trường hợp khách hàng nào mà lắp máy trợ tim nhưng mà dùng sản phẩm của mình mà vẫn có thể dùng được không cô? À, lắp máy trợ tim là đặt tên á. Vâng, đúng 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 ạ. À, đặt tên. Thì nói chung là người nhà phân phối mà đặt tên thì hiện nay cũng nhiều đó con. Nhiều, cũng dùng sản phẩm này cũng nhiều. Đây là nhà phân phối của hệ thống bàn thôi. Hệ thống bàn với của hệ thống mình, tức là nhà phân phối của mình thôi. Chứ còn đối với cô thì chưa. Tức là bản thân trực tiếp của mình thì chưa. Thế nhưng mà bị tai biến mà dùng sản phẩm này thì nhiều. Còn cái đặt tên này thì các bạn như thế này, sở dĩ mà những người đặt tên đó là bây giờ mình giao lưu một chút như thế này. Những cái người mà đặt tên đó là do là thiếu canxi cho nên là cái lực đẩy của lưu thông máu huyết khí huyết á nó bị cản trở, cùng với là cái sơ vữa động mạch, sơ vữa động mạch đó, động mạch thì có một cái phản trợ mà trong lúc đó là cái lực đẩy là canxi đó, canxi làm nhiều vụ là lưu thông khí huyết. Và ngay như cô Thủy nói đây cũng cần canxi. Canxi nó làm nhiệm vụ cho đời sống hàng ngày của mình rất là cần thiết. Đấy, nếu mà thiếu canxi thì xảy ra là hơn 147 vấn đề về sức khỏe. Cho nên cái người mà bị đặt tên đó là do thiếu canxi, cho nên thiếu canxi cho nên cái lực đẩy lưu thông khí huyết nó không được tốt. Cho nên cô dẫn chứng hai ví dụ này. Cái người đặt tên đó là bắc cầu. Cái chỗ này á, ví dụ như cái đoạn này là bị tắc rồi, bây giờ là sẽ đặt một cái tên là qua đây để cho cái máu lưu thông qua cái đường này để về tim hoặc là về một cái vị trí nào đó trong cơ thể mình đó, để lưu thông được tốt hơn đó đó. Mà cái lý do đặt tên đó là do thiếu canxi đó, cho nên là cái lực đẩy nó có, lực đẩy nó có. Rồi sau đây nó có vấn đề là nếu các bạn muốn giao lưu thì nó có vấn đề phân tích nhiều cái vấn đề mà canxi nó làm được những cái gì thì sau này cô sẽ nói. Cái ví dụ thứ hai là hiện nay có phải các tỉnh thành và các thành phố, nhất là thành phố làm cầu vượt trong các bạn đó, làm cầu vượt lý do là bởi vì cái lượng người mà lưu thông á nó bị tắc. Nó bị tắc, nó ứ lại. Cho nên bây giờ người ta làm cầu vượt để chia luôn đó. Chia luôn đi. Đấy, như vậy để nó thông thường. Nó thông thường. Vậy tính cái bắc gọi là đặt tên nó cũng là để lưu thông trong cơ thể mình. Vậy thì khi mà đặt những cái dụng cụ vào cơ thể mình á, thì là vẫn được. Thì nó có thỉnh thoảng nó có vấn đề là nó kể giữa kết nối đặt á. Nó sẽ hoạt động, nó sẽ di chuyển thì nó hay thường là hay bị cục màu đông đó, nó sẽ tù lại đó. Cho nên là họ hay uống thuốc thường xuyên là để tán cái cục máu đông. Thế nhưng mà trong cái sản phẩm của mình hay lắm nha. Sản phẩm của mình là nếu có cục máu đông thì nó cũng làm tán cái cục máu đông. Nhưng mà ngược lại mà cái máu nó đang bị chảy máu á, thì nó uống cái sản phẩm của mình vào nó cũng làm cho cầm máu rất là nhanh. Ở đây cô thấy cầm máu nhanh là tại vì một cái sự cố của bản thân cô là bị té thôi. Bị té thì chảy máu rất là nhiều. Nhưng mà sau khi có tay mình có sản phẩm đó, thì đó là cô Thủy đang đi giao sản phẩm cho phụ trưởng của cô Thủy trước đấy. Bị bệnh gút ngồi một chỗ không đi lại được. Đấy, thì giao thì cũng là bị không may là cái giữa giao lưu giữa đèn xanh đèn đỏ thì người ta đi thì đụng vào cái, thì cô sẽ nhờ người họ lấy và cô bóc cái bột khô đó, bỏ lên tay và đè nó lại đó trong lung vòng một tí xíu thôi thì thấy nó cầm máu ngay. Đó là cái kinh nghiệm đó, là cô vấp và cô thấy nó cầm máu. Và con cái sản phẩm của mình nó cũng gọt rửa dần, nó tán dần cái cục máu đông. Cho nên là nếu như người đặt tên là dùng sản phẩm này rất tốt. Nó vừa là tăng cái hệ miễn dịch cho con người đó, tăng sức đề kháng. Thứ hai nữa là làm cho cái chống viêm nhiễm,
và đỡ phải dùng cái thuốc đó. Ví dụ có thể dùng nhưng mà liều lượng nó nhỏ lại chẳng hạn, hoặc là thưa ra. Đấy, lâu lâu dùng thì nó rất là tốt. Đấy, để tránh viêm nhiễm này, để tăng sức đề kháng này, bổ sung canxi này. Nhưng mà những người đặc biệt là thường là những người lớn tuổi. Lớn tuổi thường là có thể 50 tuổi trở lên. Cho vừa động mạch. Mở bạn dính vào những cái động mạch đó. Cho nên nó làm lâu ngày thì nó làm tắc cản trở. Cho nên nó đi rất là khó. Cũng giống như các bạn ở nông thôn mà mình trổ nước ra vào ruộng mà không may có ai đó là họ làm cái cục đất mà cản trở nơi cái lỗ mà nước chảy đó, thì nó sẽ ứ lại ở phía trên. Ứ lại phía trên thì nó lan ra các nơi. Đó, thì cô dẫn chứng là gọi là đơn giản là thực tế là như vậy thôi. Thì chắc các bạn có thể dễ hiểu hơn là về vấn đề khoa học. Bởi vì mình không phải là bác sĩ và mình cũng đừng có biến mình là bác sĩ nhá. Mình có những cái kinh nghiệm thực tế như vậy là nó dễ hiểu nhất. Rồi con cảm ơn cô nhiều ạ. Con cảm ơn cho con hỏi mấy ạ. Rồi con là Nguyễn Thị Hằng, con ở thị trường Hà Nội ạ. Con đang có một bà thím thì đang bị sơ kẽ của phổi ạ. Bà thím con thì dùng 2 lon rồi nhưng mà vẫn đang dùng nhưng mà vẫn cứ mệt mệt ấy, thì là không biết tại sao cô nhỉ? Về cái người này là bao nhiêu tuổi? Bà thím con là 75 tuổi ạ. 75. Đang liều lượng bao nhiêu? Uống liều lượng bao nhiêu? Uống liều lượng là của 1 muỗng mới đấy ạ. 1 muỗng lần ngày 2 lần ạ. Mà vẫn còn mệt. Vâng. Còn mệt. Thì cái mệt như thế này đó con, cái mệt này nó cũng có nhiều nguyên nhân đấy. Bởi vì rằng là cái sản phẩm của mình nha, khi mà bắt đầu vào ngó thì nó làm sạch cái mầm bệnh của mình đó, gọi là đào thải độc tố đó. Thì khi đào thải độc tố đó thì nó thay cho cái phương pháp hiện đại của bệnh viện của khoa học đó. Thì phổi nó như vậy thì hay bị còn bị sống về cái hội chuyển giải như thế nào đó. Nhưng mà ở đây là mình uống vào thì để nó đào thải dần, những cái người mà bị phổi là hay bị ho, người nào ho thì ho nhiều hơn và cũng mệt luôn, nó mệt luôn. Là cái giai đoạn nó 1-2 lon là nó cũng đang mệt đó, đối với những người đó là bệnh nặng. Và mệt như vậy đó thì mình bằng cách mình động viên họ là 1-2 nào là hà liêu nhỏ, chia lên nhỏ. Có thể là bà nên cho bà thịnh đó uống là sáng 1 muỗng, trưa 1 muỗng và chiều nửa muỗng. Nhưng mình xác định cho họ là ở đây không phải thuốc đâu bà thịnh, ở đây không phải thuốc, mà tại vì thịnh đó đề kháng của thịnh nó quá yếu. Vậy đấy là cũng giống như là nâng cao cái sức đề kháng của thịnh lên, bổ dưỡng và về miễn dịch lên để giúp cho thịnh á là khỏe lên đã. Khi khỏe lên rồi á thì khi đó nó mới sửa lỗi cho mình. Giai đoạn này là nó đang đào thải, thì cái giai đoạn đào thải nó cũng mệt, và cái giai đoạn mà tái tạo tế bào đó nó cũng mệt, nó cũng không ai giống ai được các bạn. Nó vào cái môi trường này mình cũng cứ nói một cái chung cho mình, đừng có khẳng định nó là 1 lon hay là 2 lon nó sẽ cải thiện. Mình nói là có người á là biểu hiện nó rõ thấy sớm, nhưng cũng có người nó rất lâu, là bởi vì căn cứ là do cái cơ địa của mình là một, thứ hai nữa là cái bệnh của mình mà, cái tuổi tác của mình mà. Đó, nên những cái bạn trẻ mà đang bị đang ít tuổi mà bị bệnh gì đó thì cổ sớm mất, thì bạn đó mà dùng nghiêm túc thì nó phục hồi rất là nhanh. Bởi vì tế bào của bạn đó là đã còn trẻ, tế bào nó còn khỏe. Còn cái tế bào của những người 70-75 trở lên rồi thì tế bào là bắt đầu là lão hóa rồi, già rồi, cho nên phải có thời gian để nó thay thế. Các bạn hiểu là cái bể cá của mình nuôi không? Nếu như bạn nào mà có nuôi bể cá hoặc là nhà nào có nuôi bể cá thì các bạn hãy biết được cái nguyên lý này. Nếu như chúng ta mà thay nước á, là chúng ta thay từ từ. Các bạn mà thay một lúc luôn thì cá nó sẽ chết, là bởi vì là thay đổi môi trường sống hoàn toàn, cá sẽ chết. Thì khi một lần này các bạn thay khoảng chừng là 20 phân nước chẳng hạn. Đó, 20 phân nước thì đưa nước mới vào, nước sạch vào thì nước cũ được lấy ra.
Rồi sau đó khoảng từ 2-3 tuần đó, các bạn lại đưa nước mới vào, lấy nước cũ ra, nó thay thế dần, thay thế dần. Thích cái người mà người già mà để uống cái sản phẩm này cũng thế đó các bạn. Uống vào rồi em đào thải độc tố từ từ dần dần ra, và càng uống vào thì nó thay thế dần dần ra. Và đến một mức độ nào đó mà cơ thể thì nó sạch rồi, nó sạch rồi thì khả năng phục hồi nó nhanh hơn. Và nó sửa lỗi, bắt đầu dần dần sửa lỗi, thì cái giai đoạn sửa lỗi đó nó cũng gây mệt mỏi và hay buồn ngủ. À, bởi vì ba mình cũng lớn mà mình không được nghỉ ngơi, mà mình vẫn là di động làm việc đã, nó vẫn mệt mỏi. Cho nên bạn phải hiểu, học để hiểu, để giải thích cho khách hàng đó. Học được nó có hai giai đoạn là mệt và đau. Thì giai đoạn đầu tiên là đào thải độc tố đó, thì nó cũng là mệt và đau. Cái giai đoạn thứ hai nữa là nó tái tạo tế bào mới hơn, nó cũng mệt và đau. Và sản phẩm của chúng ta không phải là thuốc, cho nên làm tính năng như cho mọi người hiểu là người bệnh của mình là do thiếu dinh dưỡng và mất cân đối, mất cân bằng đó. Giống như là mình tăng lớp mặt bằng đi, cái chỗ cao thì mình phải xuống quá thì chỗ thấp, cái chỗ nào hỏng thì phải đổ nhiều vào thì nó mới lắp đầy được. Đấy thì các bạn cứ nói những cái đơn thương dân gì đó mà cho họ dễ hiểu, chứ không phải là thuốc tính, mà thuốc ấy nó cũng chỉ giải được cấp tính thôi. Hơn sau đó mà hệ thuốc thì nó cũng dễ trở lại bình thường, là bởi vì mình bệnh là do mình thiếu chất và mất cân bằng bằng về dinh dưỡng mà. Đấy, cho nên các bạn phải xác định cho người ta là đấy là thức ăn, mà thức ăn là mình phải ăn hàng ngày. Hôm nay mình ăn cua gà thì mình có canxi, ngày mai mình không ăn thì rõ ràng là thiếu, không có mà. Đấy, cho nên là mình giải thích người ta hiểu là đây là thức ăn bổ sung hàng ngày mà mình không được cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể mình, thì lâu ngày thì nó sẽ đuổi dần yếu dần đi, và nó gây ra là bệnh là do hệ miễn dịch của mình đi xuống, sức đề kháng mình kém, thì nó không có khả năng để mà chống lại những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Và hàng ngày mình vẫn đưa thức ăn vào người mình mà, cho nên vẫn đưa độc tố vào người đó, vẫn đưa độc tố vào người. Cho nên làm thế nào mà xác định cho những người mà yếu là bạc hay gì hay thịt mà đi hôm nay á đều đặn và nhiều hơn một chút thì giảm bớt cái ăn đi thì đỡ đưa độc tố vào người, thì cái khả năng mà sửa lỗi của cơ quan của mình nó nhẹ vào, nó nhẹ, nó không nhiễm độc tố nữa, thì tức là nó có khả năng sửa lỗi nó nhanh hơn đấy nhá. Các bạn cho họ hiểu thì họ mới đón nhận và họ dùng lâu dài. Thì để mà họ dùng lâu dài á, thì bằng cách là mình mở cho họ một cái thẻ giống như đi siêu thị vậy đó, để họ có quyền lợi, chứ đừng là cô mua hàng giảm giá. Mua hàng giảm giá nó nguy hiểm, nó mất cơ hội để dùng miễn phí và mất cơ hội để mà xây dựng cái mạng lưới của mình, nó nở rộng nguồn người. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Cô thủy một tràng vỗ tay nữa đi ạ, tại vì là thời gian không có nhiều nữa, mà em thấy là em thấy rất là hot về cái chương trình xử lý từ chối này, và hy vọng mà trong vòng tuần sau hoặc là một ngày sớm nhất là em đã mời cô thủy hoặc là các thủ lĩnh khác cùng với chúng ta để hỗ trợ chuyên đề xử lý này từ chối này được không ạ, xử lý thắc mắc này được không ạ? Các anh chị có đồng ý không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Điều đặc biệt là hôm nay em Na thay mặt hệ thống là cùng với tất cả các anh chị trong phòng Zoom là cảm ơn cô Thủy, và cô có một bài chia sẻ rất là tuyệt vời cho chúng con thêm niềm tin hơn nữa, cũng tin hơn nữa trên hành trình xây dựng sinh nhân cùng với nhiều may. Và mọi người thấy cô rất là khiêm tốn, năm nay cô 60 tuổi, thu nhập 70 triệu, Na học 8 năm, đi làm phía ngoài, trả lương có 8 triệu thôi, cô rất là khiêm tốn luôn. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay Na bắt gặp công dân nhiều may, và ngày hôm nay đã dành toàn thời gian và rất tuyệt vời, vì bởi vì là ngày hôm nay là một người đang rất là trẻ và mình nắm bắt cơ hội này giúp cho nhiều người hơn nữa có sức khỏe và thay đổi được cuộc sống của mình vào một môi trường. Cô ơi, cô làm ơn cho con xin số điện thoại của cô được không ạ? Nguyên tắc của Zoom á là mình hãy hỏi cái bàn mà tuyển trên của mình á, cái bàn hệ thống 3 sao á,
ba tháng thì sẽ là giao lưu. Còn bây giờ mà để mà đưa cái số điện thoại lên trên Zoom này á thì nó cũng không được cho nó hay lắm. Nếu như các bạn cần hỏi thì các bạn hỏi ở các bạn mà hệ thống sao thì các bạn phải kết nối cho đấy, thì mong các bạn á. Còn khi mà các bạn muốn hỏi cái gì á thì khi vào Zoom chúng ta sẽ giao lưu. Vâng. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Và một cái môi trường của chúng ta làm việc, chúng ta ở bất kỳ ở đâu chúng ta cũng đều làm được cái công việc mà chúng ta đang theo đuổi. Đó, chúng ta đều giao lưu được hết, giao lưu qua đi hoặc là giao lưu qua sự kiện, hoặc là giao lưu qua cái vấn đề mà các khóa đào tạo đó, đều giao lưu được. Một lần nữa xin chúc các bạn hãy tin vào chính mình, hãy lựa chọn cho mình, quyết định cho mình một cái là sự nghiệp của mình cống hiến để mình cống hiến. Hello. Cô ơi, cô cho con xin địa chỉ cụ thể ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh là 761 Nguyễn Xiêm, ngay cổng bệnh viện quân đội 175. Cô ơi, cô cho con hỏi ở đó cô có điểm GMP vào ngày nào hả cô? Con có một người điểm GMP của cô là tối thứ hai hàng tuần. Tối thứ hai ở 176 hả cô? 171 Nguyễn Kiệm ạ. 761. À 761 Nguyễn Kiệm. Để tối thứ hai từ 7 giờ đến 9 giờ cô. Đúng rồi. Là tối thứ hai. Để. Cảm ơn cô. 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 Cảm ơn cô